Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn hai công cụ, đó là Extend và Align. Lệnh đầu tiên sẽ là Extend. Trong nhiều trường hợp, các bạn có một cái đường thẳng sẽ làm đường giới hạn như thế này chẳng hạn. Và có rất là nhiều đường thẳng nó nằm lộn xộn thế này. Và các bạn muốn tất cả các đường thẳng này nó đều bắn tới cái đường thẳng này. Đấy. Thì các bạn sẽ gõ lệnh EX, tức là Extend, các bạn cách cho mình. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn cho mình cái đường giới hạn, như là mình chọn vào cái đường thẳng này. Đấy, mình cách. Sau đấy rất đơn giản, các bạn chỉ cần việc là kích từng cái đối tượng này. Đấy. Và mình lưu ý các bạn rằng đấy là các bạn chỉ phải kích vào đúng cái đầu. Cùng một đối tượng này các bạn kích vào đây thì nó sẽ không được. Đấy, mình kích vào đây. Đấy. Và nó cũng giống lệnh trim. Nếu như các bạn có một cái đối tượng nó nằm bên ngoài này, các bạn kích thì nó sẽ không được. Đấy. Và các bạn hãy vào cái hộp thoại command, bạn kích vào S. Và các bạn chọn cho mình chế độ Extend. Đấy, bây giờ các bạn kích nó sẽ được. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoặc này, các bạn thấy trong hộp thoại Extend này, chúng ta cũng có cái công cụ Fans. Đấy, tức là công cụ giúp chúng ta lựa chọn. Việc các bạn kích từng đối tượng này sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Fans. Đấy, đây các bạn này, chọn cho mình. Thấy không? Đấy, sau đó Enter này. Đấy, hoặc là mình làm lại này. Mình Ctrl Z nhé, mình gọi EX này. Mình chọn đối tượng này, giới hạn, cách, chọn Fans. Đấy. Các bạn thấy không? Và các bạn tùy này, đấy, các bạn có thể là loại bỏ cái đối tượng nào các bạn muốn, ví dụ đây. Đấy, bỏ cái thằng này chẳng hạn, sang đây, lại đây. Đấy, cách, đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã bắn được các đường thẳng đến Extend, đến cái đường thẳng giới hạn. Đấy, đấy chính là cái lệnh Extend. Lệnh thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn, giả sử như mình có một cái đối tượng polyline, là một cái đối tượng polygon, là một cái hình tam giác như này, có nghiêng như này và có một cái đoạn thẳng nó như thế này. Và bây giờ mình muốn cái hình polygon này có cái cạnh này này, cái cạnh tam giác này này, nó sẽ nằm khít vào cái đường thẳng này. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ align. Các bạn có lệnh al, đấy, align, các bạn enter. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn cái đối tượng mà các bạn muốn di chuyển, nghĩa là cái đối tượng này ấy, mình chọn vào đối tượng này. Đấy. Sau đấy các bạn cách cho mình này. Sau đấy các bạn này chọn cái điểm đầu tiên, như cái điểm này. Mình đặt nó vào đây, kích một phát sau lại kích vào đây. Đấy. Tiếp theo kích vào đây. Mình lại kích vào đây. Đấy. Nghĩa là mình sẽ kích vào hai đầu mút của đoạn thẳng này và mình sẽ kích vào hai điểm trên cái đường thẳng này thì nó có thể là đặt khít đoạn thẳng này vào đây. Đấy, các bạn thử enter để xem chuyện gì xảy ra nhé. Đây, mình enter xong nó bảo là các bạn có muốn scale cái đối tượng các bạn vào khít cái đoạn thẳng này không? Giả sử các bạn chọn no thì mình enter này. Đấy, thì các bạn thấy rằng cái cạnh của tam giác đấy, nó sẽ được đặt khít và nó sẽ được ưu tiên cái điểm đầu tiên mà chúng ta chọn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ được đặt như này. Và tỷ lệ thì nó sẽ không thay đổi. Đấy. Còn nếu này các bạn chọn này, apply, chọn đối tượng, cách, chọn điểm đầu tiên, bắt điểm vào cái điểm đầu tiên mút đoạn thẳng này. Và điểm thứ hai, đây, bắt vào đây. Đấy. Đây các bạn ấn enter hoặc là cách. Đấy, ở đây mình chọn yes, các bạn sẽ xem nhé. Đấy, các bạn thấy không? Thì bây giờ cái polygon này nó sẽ được co kéo tỷ lệ để vừa đặt khít trên đoạn thẳng này và cái cạnh của polygon nó cũng sẽ đặt khít vào đây luôn. Đấy, thì cái lệnh này cũng là một trong những lệnh rất là thường xuyên sử dụng trong AutoCAD. Ví dụ như các bạn là muốn có một cái đối tượng nó xoay và các bạn muốn xoay cái đối tượng đấy về đúng cái vị trí khít với một cái đoạn thẳng nào đấy. Đấy, thì đấy chúng ta sẽ sử dụng lệnh align. Đấy là hai công cụ align và extend thường xuyên sử dụng trong AutoCAD các bạn sẽ cần phải lưu ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.